chào các bạn, hôm nay là một ngày thứ hai như bao ngày thứ hai bình thường khác. Thế nhưng mà với mình ngày hôm nay thì nó không phải là một thứ hai bình thường. Bởi vì là mình quyết định là ngày hôm nay mình sẽ dành nguyên một ngày để đi chụp ảnh up lên Insta. Thì mình để ý rằng là từ cái lúc mà mình lập tài khoản Insta của mình thì mình gần như là không chăm chút bất kỳ một cái gì cả. Mình không có ảnh đẹp, mình không có caption hay, rồi mình cũng không để ý rằng là làm như thế nào, mình không tìm hiểu là làm như nào để có thể tăng follow cho Insta. Và dạo gần đây thì mình mới phát hiện ra rằng là Insta thì nó giúp ích rất là nhiều cho công việc của mình. Vậy nên là ngày hôm nay mình đã quyết định là dành hẳn một ngày, nhắc lại lần thứ hai, dành hẳn một ngày để đi chụp ảnh và up dần lên Insta. Đó, cứ mỗi lần đi chơi là phải chụp chùm ảnh, từng chùm ảnh một, xong rồi mình up dần. Đó, bởi vì rất bận đấy các bạn, ít khi có dịp đi chơi lắm, có dịp đi chơi là phải tận dụng. Nó là buổi chụp hình cho nó oai thôi nhá. Thế nhưng mà nó chỉ đơn giản là hai đứa đi chụp ảnh cho nhau thôi. Và những bạn đang xem video này thì các bạn cũng đừng mong chờ rằng là trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo dáng như kiểu super model, cái kiểu lộng lẫy hoành tá tràng, không, không có kiểu đấy nhá. Mình rất là dốt trong cái việc tạo dáng cũng như là trong cái việc chụp ảnh. Thế nên là hãy coi rằng đây là một cái vlog cùng mình đi chụp ảnh hết ngày hôm nay, và cũng như là cùng nhau đi tham quan Singapore một chút, ok? Thì bây giờ trên màn hình các bạn, đấy chính là cái gương mặt mốc của mình. Thì mục đích đấy chính là ngồi đây get ready, trò chuyện với các bạn một chút, cũng như là review một số những cái sản phẩm mới mà mình vừa mới được gửi tặng đến từ thương hiệu Shivana. Là một thương hiệu mỹ phẩm make up khá nổi tiếng ở Thái Lan và bây giờ đã có mặt ở Việt Nam rồi. Nào, đầu tiên thì là họ đã gửi tặng cho mình một cái gel eyeliner pen. Nó là màu đen này, và một cái mascara cộng với một cái eyeliner pen nữa. Cái này thì là đầu dạ. Ngoài ra thì là có thêm một hộp loose powder phấn phủ nữa, một cái wet pack tức là phấn nền, 3 hộp phấn má. Đầu tiên thì là mình sẽ sử dụng cái phấn nền này có tên là Super Cover Highest Wet Pack, và màu mình sử dụng là màu 02. First impression sẽ là... Ủa? À chết, xin lỗi các bạn nhé, từ nãy giờ kiểu chưa tỉnh ngủ ấy, mình vẫn cứ đinh đinh ở trong đầu rằng là đây là một dạng kem nền. Thế nhưng mà không phải, mình đính chính lại nhá, đây là dạng phấn nền mà nó là dạng nén như thế này nha các bạn. Thế là mình sẽ phải sử dụng qua một lớp kem nền của mình đã. Ok, mình đã quay trở lại sau một vài phút đánh kem nền, thì bây giờ mình sẽ thử cái phấn phủ này nhá. Và họ có gửi cho mình thêm một cái hộp phấn phủ nữa, nhưng mà là dạng powder, dạng phấn bột. Và mình sẽ thử luôn, một mặt là mình sẽ dùng phấn bột, còn một mặt là mình sẽ dùng phấn nén, để xem là kết quả hai bên nó sẽ khác nhau như nào. Mình sẽ dùng cái phấn nén sang mặt bên này nhá. Wow, chứ là mình lấy hơi nhiều anh em ạ. Ok, với cái phấn phủ này thì cái finish của nó là finish lì nha các bạn. Và theo như quảng cáo thì là họ có nói là cái phấn phủ này có tác dụng là che khuyết điểm cũng như là kiềm dầu. Về cái việc kiềm dầu thì là mình cũng vừa mới táp lên, thế nên là mình cũng không thể nào chứng thực cho các bạn rằng là nó có kiềm dầu được hay không. Thế nhưng mà với cái việc che khuyết điểm thì mình thấy ok, nó có khả năng che khuyết điểm được nha các bạn. Và nó khá là ráo mặt, thế nhưng mà không tạo cảm giác bị khô trên mặt các bạn ạ. Cũng như là khi mà mình vừa mới đánh lên ý, thì nó không bị cảm giác như là bị dày mặt cũng như là bị bết. Cũng ok. Phần bên còn lại thì là mình sẽ dùng cái phấn bột này nhá. Cái phấn bột này thì nó có tên là Loose Powder Shine Control and Sheer Long Wear, tức là nó sẽ có khả năng là kiềm dầu cũng như là tạo cái lớp trang điểm mỏng nhẹ, cái lớp nền mỏng nhẹ trên mặt và bền lâu. Mình sẽ sử dụng luôn về cái bông phấn mà họ cho kèm, đánh giá luôn cái bông phấn xem như nào. Ôi, hạt phấn cũng khá là mịn này, có một cái mùi thơm nhẹ nhẹ, mùi khá là dễ chịu. Cái này ok các bạn ạ. Thứ nhất là mình thích nó là bởi vì những cái hạt phấn của nó rất là mịn và rất là nhỏ, siêu siêu nhỏ luôn. Thế nên là khi mà lên da thì các bạn sẽ thấy là nó rất là mỏng, nó mỏng hơn so với bên này khá là nhiều đúng không? Tuy nhiên thì là bởi vì nó mỏng như thế, thế nên là nó không có khả năng che khuyết điểm nha các bạn. Thế nhưng mà nó sẽ làm cho cái da của chúng mình rất là tự nhiên, nó tệp vào cái lớp kem nền vừa nãy và làm cho cái trang điểm của mình nó mỏng hơn. Cái vùng lỗ chân lông này của mình này các bạn này thì nó đã làm mờ cái lỗ chân lông của mình khá là tốt. Mình thì trước giờ lúc nào cũng sẽ thích sử dụng phấn bột hơn là phấn nén, bởi vì là cái phấn bột ấy thì cái hạt phấn nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ tạo cảm giác là da mình nó mịn hơn nữa, với cả là nó cảm giác thoáng ấy các bạn. Những cái phấn nén thì bao giờ cái chất phấn nó cũng sẽ dày hơn, cho dù là các bạn có đánh bằng chổi chăng nữa thì nó cũng có cảm giác là sẽ dày hơn những cái phấn bột. Thế nhưng mà nó lại được một cái là nó có khả năng che phủ nữa. Thế nhưng mà với mình ấy thì lúc nào là mình cũng sẽ sử dụng kem che khuyết điểm, thế nên là cái việc có khả năng che phủ đối với mình ấy thì nó cũng không cần thiết cho lắm. Nhưng mà đối với những bạn nào mà không dùng che khuyết điểm mà mặt khuyết điểm nhẹ nhẹ thì chúng mình có thể sử dụng phấn nén để mà che khuyết điểm được một chút nhá, cũng được. Nói chung là hai cái phấn phủ này thì mình thấy ok cả hai các bạn ạ. Ok, tiếp theo là đến với sản phẩm má hồng, thì là mình có 3 hộp má hồng ở đây, đều có tên là So Chic Long Lasting 16 Hour Blush, tức là nó có thể bền ở trên da 16 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Wow,
Nào, ở đây thì là mình có 3 màu nha các bạn. Mình sẽ mở ra từng hộp cho các bạn xem những màu của họ là có màu gì nhá. Wow, this packaging so cute. Hình trái tim màu hồng xinh xinh, wow. À, mình phát hiện ra một điều ấy chính là má hồng của hãng này thì tức là cái màu ở bên trong nó như thế nào thì cái vỏ nó sẽ y như vậy các bạn nha. Cái này bên trong nó là màu hồng tươi như thế này thì cái vỏ cũng sẽ rất là tươi. Và đây thì là một màu cam. Wow, màu yêu thích của Trang, một màu cam và vỏ cũng màu cam này. Và đây thì là mình thấy nó sang một cái màu hơi hồng đất một tí. À, không biết là hãng có thêm những tông màu nữa không, thế nhưng mà mình thấy là ba cái tông màu mà mình có ở đây thì là ba cái tông màu rất là đẹp và khá là trendy. Màu rất là xinh ấy các bạn, mà kiểu nó khá là phù hợp với nhiều kiểu makeup khác nhau. Ok, mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái màu này cho cái makeup look ngày hôm nay của mình. Mình nghĩ là cái phấn này nó sẽ khá pigment ấy. Biết ngay mà. Wow. Chết rồi, mình chấm chổi tham quá. Ok, cái ấn tượng đầu tiên là chất phấn so pigment, rất là pigment các bạn nha. Các bạn chấm chổi thì các bạn nhớ là chấm ít ít thôi, xong rồi chúng mình tán dần ra. Chứ là chấm như mình ngày hôm nay thì là hơi bị nhiều rồi đấy. Mình sẽ phải tán bớt nó ra để cho cái màu nó đỡ hồng hơn. Chất phấn cũng dễ tán này, màu xinh này. Wow, pigment quá, chứ rồi hơi bị hồng nhỉ. Rút kinh nghiệm từ mình nhá, dùng cái phấn má hồng này thì chấm chổi nhẹ thôi, nó lên màu đậm lắm đấy. Cái phấn má hồng này nó làm cho mình nhớ đến cái phấn má hồng của Too Faced các bạn. Nó rất là giống nhau ở những cái chỗ như là cái chất phấn thì nó rất là mịn, cũng như là cái màu nó rất là pigment. Và khi mà nhìn vào màu ấy thì cảm giác nó khá là tối, thế nhưng mà khi mà lên má thì nó lại rất là tươi. Kiểu nó như là bản đúp ấy các bạn. Thế nhưng mà cái giá thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Một cái hộp phấn má hồng của Shivana này thì nó chỉ có giá như là 185.000. Rất là hợp lý đúng không? Quá hợp lý mà mình thấy chất lượng ok quá này. Ừ, cái màu đẹp quá, thế nhưng mà mỗi tội là mình hôm nay đánh hơi quá tay. Một tip để sửa phần má hồng bị quá tay cho các bạn nhé, đấy chính là chúng mình hãy đánh highlight lên. Đánh highlight lên thì cái màu của highlight ấy nó chói mà, thế nên là nó sẽ làm cho cái màu má hồng nó bớt rực hơn một tí. Đúng là sản phẩm đến từ Thái Lan đấy khác. Mình có mấy người bạn đến từ Thái Lan ấy, người ta rất là thích đánh những cái sản phẩm má hồng nào mà nó thật là rực, thật là tươi, mà kiểu nhìn từ xa chỉ thấy cái má hồng thôi ấy các bạn. Thì đây, cái sản phẩm này đúng mang lại cho các bạn một cái phong cách trang điểm của Thái Lan chuẩn luôn. Và cái phần má hồng này thì là không có nhũ ở bên trong nha các bạn. Thế nên là những bạn nào mà muốn cho cái đường nét khuôn mặt nó được nổi bật hơn thì chúng mình có thể sử dụng highlight. Hoặc là những bạn nào mà thích đánh trang điểm lì thì chúng mình có thể để nguyên như vậy cũng được, cũng rất là đẹp. Mà cái ly của nó thì khá là mịn nha các bạn. Và để thử được ba cái sản phẩm cho mắt này thì bây giờ mình sẽ dành một chút thời gian để đánh phấn mắt đã nhé. Quẩy cái mắt trong 2 phút. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng thử đến hai cái loại eyeliner này trước nhá. Một cái là bằng gel và một cái thì là bằng đầu dạ. Đây thì là cái đầu dạ này các bạn này. Cái đầu dạ này thì mình thấy là nó là một kích thước khá là nhỏ. Cái nét nó khá là mảnh này các bạn này. Đó. Dưới cái bút kẻ gel này thì mình phát hiện ra là ở phía cuối của cái cây bút này có một cái đầu chuốt nha các bạn. Tức là khi mà chúng mình kẻ nhiều ấy thì cái đầu chuốt nó bị tròn vo đúng không? Nó không còn sắc nét. Hoặc là những ai mà đoảng như mình thì vừa mới mở nắp ra đã rơi mất cái đầu rồi, thì đây họ có một cái đầu chuốt như thế này. Thì để cho chúng mình có thể vót lại được cái đầu mà nó nhọn hơn ý. Đấy, mình cứ cầm cái đầu này mình xoay vào cái gel thì nó sẽ đấy, hết tròn rồi. Xịn. Giờ thì mình sẽ thử trước với cái bút kẻ gel này nhá, để mình kẻ cái viền mắt ở bên trong. Cái đầu bút nhá, nó rất là mềm luôn á các bạn, nó không chọc 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 vào mắt một tí nào đâu, mà nó rất là đậm màu nhá các bạn. Kẻ nhẹ tay thôi mà đã thấy màu lên rất là đều rồi. Đây này, đây này, các bạn thấy không, cái màu ấy nó rất là đen nhá, mà nó rất là đều nhá, mà mình kẻ cực kỳ nhẹ tay luôn, một cái lực rất là nhẹ tay thôi, nhưng mà cái màu quá tuyệt vời. Chắc thì ok đấy. Để mình vạch một vài đường ra tay này, lát nữa mình sẽ thử xem là cái độ transfer của nó sau một vài phút khi mà nó khô thì sẽ như nào nhá. Đây, một cái là bằng dạ này, một cái là bằng gel này. Tiếp theo thì là với cái kẻ mắt dạ này thì mình sẽ dùng để kẻ mắt trên và tạo cái mắt đuôi mèo một chút. Cái đầu kẻ mắt này thì nó khá là mềm, khá là dễ chịu ở trên mắt, nó không cảm thấy bị đau hay là bị cọ sát mạnh vào mắt. Cái nét của nó rất là nhỏ ấy, thế nên là mình có thể dễ dàng để mình tạo ra một cái eyeliner mà nó sắc nét. Không biết có màu nâu không nhỉ? Có màu nâu thì tốt quá. Các bạn ạ, cái kẻ mắt này ý, nó khô rất là nhanh, và khi mà nó khô vào rồi thì gần như là không di chuyển được luôn này các bạn này. Mình vừa lấy cái ngón tay để mà mình thử vạch lại cái đường eyeliner ở dưới mắt này này, nhưng mà nó không di chuyển nữa rồi, khô khá là nhanh và kiểu nó khá là bám ở trên da đấy các bạn ạ. Này, cái độ transfer của hai sản phẩm này, miết từ nãy giờ không phai này, ok quá này các bạn này. Đấy, bạn nào mà kẻ mắt hay bị lem nhá, dùng thử cái này xem sao, mình thấy ok quá này. Trà từ nãy giờ mà không mất tí màu nào này. Xịn. Được, xem giá bao tiền đấy. Giá cả hợp lý này, cái kẻ mắt dạ này chỉ có 205.000 thôi, còn với cái kẻ mắt gel này thì nó là 145.000 này các bạn này. Quá hợp lý, tìm được một cái kẻ mắt favorite mới rồi nhá. Thích, thích hai kẻ mắt này.
không trôi, khoái, không trôi là khoái rồi. Mắt mình rất là dễ bị trôi kẻ mắt, nhưng mà cái này thì mít từ nãy giờ mà không trôi là thấy sung sướng rồi này. Tiếp theo thì là mình sẽ test đến cái mascara này, nó có tên là Two Step Mascara. Và trên ngoài bao bì này thì người ta có ghi là chống nước gấp 6 lần nha các bạn. Chống nước gấp 6 lần. Blackpink in your area. Một cái mascara có màu đen và màu hồng các bạn nha. So cute. Cái mascara này thì nó có hai màu nha các bạn. Một cái đầu đen này thì là để dành cho mi trên, và cái đầu dưới này thì có cái chổi nhỏ hơn thì là sẽ dành cho mi dưới. Cái chổi nó siêu nhỏ này các bạn này, rất là nhỏ luôn và rất là dễ cho các bạn trải mi dưới. Mình thích những cái mascara mà nó có nhiều công dụng như vậy. Khá là tơi các bạn ạ, nhưng mà trên cam này chắc là các bạn không nhìn thấy đúng không? Bởi vì lông mi mình chả có ấy. Mình sẽ trải lông mi dưới để cho các bạn nhìn rõ hơn. Sao lông mi của mình trông nó lại hèn thế này nhỉ? Trải lên rồi chả nhìn thấy cái gì cả. Nhưng mà trò đùa ấy. Cái tác dụng của cái mascara này thì là nó không thấm nước, cũng như là không lem và không trôi, và dễ tẩy trang, an toàn với cả kính áp tròng nữa. Thế nhưng mà mình thấy là cái khả năng định hình của cái mascara này thì nó hơi chưa ổn một tí. Cần thêm một chút định hình nữa, mình vừa mới trải lên ý, mà bây giờ nó đã chúi xuống rồi. Nó không phải chúi thẳng xuống nhưng mà nó không còn cong veo như cái lỗ mình vừa mới kẹp nữa. Thế nên là có thể cải tiến một chút ở trong cái mascara này là có thể giúp cho nó định hình lông mi được tốt hơn. Thì đây sẽ là một sản phẩm tuyệt vời. Cái trước khi mà chúng mình kết thúc cái chuyên mục Get Ready With Me này thì mình sẽ tổng kết qua một chút về những sản phẩm của Shivana ngày hôm nay mình được thử nhá. Đầu tiên thì mình khá là ấn tượng với những cái hộp phấn má như này. Thứ nhất là cái màu nó rất là xinh, nó rất là pigment. Ngoài ra thì là mình cũng thích cả chất phấn nữa, rất là mịn, rất là dễ tán. Tiếp theo thì là hai cái sản phẩm eyeliner này của hãng mình sẽ cho điểm 10, bởi vì không trôi, không lem, cũng như là rất là dễ kẻ, dễ chịu ở trên mắt, cho điểm 10. Còn với hai sản phẩm phấn này cũng như là cái mascara này thì cũng khá là ok. Nói chung thì những cái sản phẩm của hãng thì mình đánh giá khá là cao, bởi vì tất cả những sản phẩm mình thử ngày hôm nay không có một sản phẩm nào trên 250.000 cả. Với một cái giá như vậy mà chất lượng như thế này thì là mình thấy quá ok rồi các bạn. Tất cả thông tin chi tiết của những sản phẩm ngày hôm nay mình dùng thì mình sẽ để ở phần mô tả, các bạn nhớ check nhá. Và bây giờ thì mình sẽ đi làm tóc, mặc quần áo, lông mi giả, sau đó thì chúng mình sẽ gặp nhau ở địa điểm chụp ảnh đầu tiên. Let's go. Ok, đây sẽ là điểm đến đầu tiên của chúng mình. Một cái chùa. Không biết chùa này là chùa nào, mình không phải là một người thích đi chùa, cũng không hay đi chùa, thế nên là không biết. Nhưng mà Phương hay đi chùa, Phương bảo chùa này rất đẹp. Thế nên là chúng mình sẽ đến đây để chụp ảnh. Thật sự là rất mệt, đi một đoạn đường rất là dài. Đến đây mà trời hôm nay rất là nắng ấy, toát hết cả mồ hôi rồi, trôi hết cả phấn rồi Phương ơi. Hết phấn rồi, nóng quá. Nhưng lúc như này mới thật sự là muốn trúng số các bạn. Trúng số để được mua một cái xe, đưa Phương đi chụp ảnh đi khắp bốn nơi đi chụp ảnh. Đây, mình sẽ show cho các bạn xem cái outfit ngày hôm nay mình mặc. Thật sự thì mình chưa đến cái chùa này bao giờ, mình không biết là cái màu sắc của nó như nào. Mình sẽ nghĩ là thường cái chùa bên này nó sẽ có màu xanh, màu đỏ rất nhiều ấy. Vậy nên là mình đã mặc cái bộ này, nhưng mà mình không ngờ là cái chùa này lại rất màu vàng. Thế nên là mình cũng mặc một cái bộ rất là màu vàng. Hy vọng là chỉnh ảnh nó sẽ không khó lắm. Đây, mình mặc một cái áo dài màu vàng và một cái quần rộng màu xanh. Mệt quá, tức cả hơi. Phương đang đứng ở kia để lấy góc cho Trang. Dạo này hầu hết tất cả những cái bức ảnh ở trên Insta của mình ý đều là do Phương chụp cho mình. Phương ơi, I love you. Phương don't care cha. Tạo dáng rất đẹp. Ok, với cái bộ đồ này thì mình nghĩ là mình sẽ phải tạo một cái dáng nào đó cho nó thật là bay. Bởi vì cái áo này rất là dài, nếu như mà nó xuỗn xuống ý, nó xuôi xuống ý thì nhìn sẽ rất là lùn. Ê bà nghĩ là tôi có nên sắn tay áo lên không? Bà nghĩ là tôi có nên sắn tay áo lên không? Hay để dài như này? Không để như này à? Để ra hai lọn tóc ở đằng trước ấy. Đó là hai lọn tóc ở đằng trước. Hai lọn nhỏ nhỏ thôi, tại vì cho nó đỡ bị lộ quá đi chùa. Không, tôi tạo tự tạo gió cho mình được. Tự tạo gió được. Trời thì nắng ơi là nắng nhá. Nói chung ảnh nó có bắt mình mở mắt ra, nhưng mà mở mắt nhìn thẳng vào phía bầu trời. À thật sự luôn. Bà ơi tôi, bà đi uống kiếm gì uống đi, tôi khát nước quá. Ừ đi, té đi. À, bây giờ chúng mình sẽ di chuyển đến địa điểm 2. Wow, amazing. Nóng quá, bây giờ thì bọn mình đang ở trong Starbucks. Vốn dĩ thì Starbucks này sẽ là cái điểm chụp ảnh thứ ba của bọn mình. Thế nhưng mà bởi vì quá nóng không thể nào chịu đựng được, phải chui vào đây ngồi điều hòa và uống nước.
khát nước quá. Mọi khi mà mình vào Starbucks ấy thì mình sẽ thường hay gọi ice white mocha. Thế nhưng mà hôm nay bởi vì quá nóng và mình không muốn uống những cái gì liên quan cà phê làm cho mình còn nóng thêm, thế là mình gọi một cái cốc. Mà thật sự là mình khi mình uống thì mình cũng không hiểu tại sao mà mình có thể gọi cái cốc này được, nó quá chán luôn ấy các bạn. Chán lắm luôn ấy. Tiện thể thì chúng mình ngồi đây thì mình sẽ chia sẻ một số những cái tip chỉnh ảnh của mình đến với các bạn. Thật sự thì mình chỉnh ảnh không đẹp, thế nhưng mà chung cũng được. Đây là mình sẽ ngồi, mình thử chỉnh một vài cái ảnh xem sao ha. Nhưng mà trước khi mà chia sẻ về những cái phương pháp chỉnh ảnh thì mình muốn khoe với các bạn là mình mới sắm được một cốc Starbucks so cute. Mình đã muốn mua những cái cốc này của Starbucks từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà để tìm được một cái mẫu nào mà nó hợp với mình và mình thích ấy, mình thích cái kiểu nó đơn giản và nó cũng không phải là kiểu quá tầm thường, thế nên là rất là khó để kiếm. Nhưng hôm nay đi ra đây thì mình lại thấy cái cốc này. Và cái cốc này nếu như mà mình mua tại store thì sẽ là 53 đô 90 cent. Thế nhưng mà mình hôm nay mình mua qua Shopback các bạn ạ, thì mình đã được hoàn lại đến 10% tiền thật luôn nha các bạn. Tức là mình với cái cốc này thì mình đã được hoàn lại được hơn 5 đô các bạn. Xịn luôn. Mình nhớ không nhầm thì là mình đã đề cập về cái app này rất là nhiều lần trên kênh của mình rồi đúng không? Và đến tận bây giờ thì mình vẫn dùng liên tục để mình tiết kiệm tiền luôn. Như các bạn thấy đấy, một cái cốc 53 đô thế nhưng mà mình đã được hoàn lại tiền 5 đô. Mình đã tiết kiệm 10% đó các bạn. Ok, Shopback thì là một app hoàn tiền thật khi mà các bạn mua sắm online và đã có mặt ở trên 9 quốc gia rồi, ví dụ như là Sing này, Úc này, Việt Nam này, những nước mà ở trong khu vực châu Á cũng như là Thái Bình Dương thì đã có mặt hết rồi, nhiều nước lắm, 9 nước cơ. Và khi sử dụng app này để mua sắm thì chúng mình sẽ được hoàn tiền lại, và cái số tiền đó là số tiền thật mà các bạn hoàn toàn có thể rút được về tài khoản ngân hàng các bạn nha. Bây giờ tình hình dịch bệnh thì rất là nguy hiểm, thế nên là chúng mình thường ở nhà mua sắm online thì sẽ an toàn hơn đúng không? Cũng như là nếu như mà các bạn sử dụng qua cái app Shopback này các bạn mua sắm thì chúng mình còn có thể tiết kiệm được tiền nữa. Và để tải cái app này thì chúng mình có thể vào cái kho ứng dụng của điện thoại các bạn, như là của iPhone thì sẽ là App Store, còn của Android thì sẽ là CS Play, để có thể tải được app nhé. Và tải app này thì cũng hoàn toàn miễn phí luôn, cũng như là các bạn sẽ không phải nạp bất kỳ đồng tiền nào vào app để sử dụng được app cả. Và link để tải Shopback thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả, cũng như là để ở trong cái phần bình luận mà mình ghi ở trên đầu. Các bạn ấn vào đó để tải link thì các bạn sẽ được tặng 30.000 vào trong tài khoản. Yeah. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái app này nhé. Thực ra thì cái app này nó rất là dễ, khá đơn giản để sử dụng thôi. Đầu tiên thì chúng mình sẽ tải app này, sau đó thì ấn vào cái mục tài khoản này để chúng mình đăng ký tài khoản này. Đăng ký thì rất là đơn giản thôi, chúng mình sẽ nhập tất cả thông tin mà họ yêu cầu vào, rồi chúng mình ấn ok, đồng ý là xong. Sau đó thì chúng mình quay lại trang chủ chính thì chúng mình sẽ thấy có rất là nhiều những cái thương hiệu mà có mặt ở trên Shopback đúng không? Nhưng mình thấy là hầu như tất cả những cái trang thương mại bán hàng điện tử nào hoặc là những cái nơi chúng mình hay mua hàng online thì sẽ đều có mặt ở trên Shopback luôn. Như là kiểu Shopee, Lazada, là Watson này, Sendor, Tiki này, có hết các bạn ạ. Và sau khi mà chúng mình chọn thương hiệu xong ấy thì Shopback sẽ chủ động chuyển chúng mình qua cái trang đó và chúng mình có thể tiếp tục mua sắm như bình thường. Ví dụ như là mình mở Shopback lên và mình ấn vào Lazada để mình muốn mua đồ đúng không? Và sau khi mà mình lựa chọn Lazada rồi thì Shopback nó sẽ nhảy trực tiếp cho mình ra trang web của Lazada và mình cứ thế mua sắm bình thường thôi. Và sau khi mà các bạn mua sắm xong thì các bạn sẽ nhận được một thông báo hoàn tiền trong vòng 48 giờ. Và các bạn lưu ý nhé là cái số tiền này nó sẽ đang ở trong trạng thái là chờ xác nhận. Và cuối cùng thì sau khoảng từ 45 ngày đến 90 ngày tùy thương hiệu nha các bạn, thì cái số tiền nó đang ở trong trạng thái chờ xác nhận nó sẽ được chuyển sang trạng thái là xác nhận. Và nếu như mà trong tài khoản Shopback của các bạn có hơn 50 ngàn thì chúng mình hoàn toàn có thể rút cái số tiền đó về tài khoản ngân hàng cá nhân các bạn. Ngoài ra thì là Shopback hiện tại đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng. Phần thưởng đấy chính là một máy Instax hoặc là một cái iPhone 12. Các bạn hãy ấn vào cái đường link mình để phía dưới để tìm hiểu thêm về thông tin chi tiết nhé. Wow, hôm nay có rất là nhiều chiến lợi phẩm luôn. Vừa có ảnh đẹp, đã vừa cốc xinh. Nhưng Shopback Việt Nam thì chưa có thương hiệu Starbucks ở trên app. Thế nhưng mà các bạn ở Việt Nam thì hoàn toàn có thể mua sắm nhiều thương hiệu nổi tiếng khác thông qua Shopback để được hoàn tiền nhé. Từ sáng đến giờ chưa được ăn gì luôn, mình đã gọi một cái bánh. Bánh tên là cái gì mà Impossible ấy các bạn. Bên đây trong này có bơ này, có cả thịt đóng hộp ấy, thơm phết. Ăn nhá, tôi 3 chiên nửa. Tôi ăn không hết. Tôi ăn không hết. Mình vừa mới thay bộ quần áo thứ hai để chụp ở trong Starbucks. Thực ra là trong Starbucks ấy thì mặc bộ nào cũng có thể chụp ảnh được, nhưng mà mình nhớ ra là mình không có một cái ảnh nào trông nó kiểu chững chạc mà kiểu người lớn một tí. Thế nên là mình hôm nay mình sẽ mặc một bộ nó hơi già hơn so với mình mọi ngày. Thực sự thì các bạn biết là tuổi mình không già, thì tuổi mình không trẻ, nhưng mà nhưng mà bình thường khi mình mặc quần áo thì trông nó sẽ khá là trẻ trâu đúng không? Nhưng hôm nay mình sẽ trở nên người phụ nữ chững chạc và mình sẽ chụp ảnh một kiểu chững chạc hơn với một cái áo sơ mi và một quần jean. Yeah. Let's go. Chờ mãi mới có thể chuyển đến vị trí này để ngồi đấy các bạn ạ. Ban nay bọn mình ngồi trong cái góc, thực ra cái góc này cũng đẹp, nhưng mà mục đích của bọn mình đến đây là để chụp về cái này này. Đấy, chờ mãi mới có người đứng lên để cho mình ngồi. Yeah. Nào, tác nghiệp cho anh em. Wow.
vấn Phương một phát là bí quyết để chụp được ảnh cho chân nó dài. Bởi vì là ngày xưa Trang rất là ngu trong cái khoản chụp ảnh. Mình chụp ảnh chân không dài đâu, lúc nào cũng có cái kiểu như là muốn chụp được ảnh chân dài là mình sẽ ngồi sụp xuống, xong rồi mình sẽ giơ cái điện thoại cao lên. Làm như vậy thì nó sẽ cảm giác chân dài hơn, nhưng mà lại nhìn thấy nọng cảm rất xấu. Nhưng mà Phương chụp ảnh thì chân Trang rất ngắn nhưng mà Phương chụp rất dài. Bí quyết của Phương là gì? Quan trọng thứ nhất là mắt nhìn của mình á. Mắt nhìn của mình á. Thứ hai là mình để cái điện thoại nó nghiêng ấy. Đấy, để nghiêng như thế này. Thực ra là ở bên này được một cái là góc nào chụp cũng sẽ đẹp, bởi vì là ở đây rất là ít xe, mà đường thì rất là vắng, cũng như là rất là nhiều cây. Thế nên là hầu như là những cái góc nào ở xinh ấy thì bọn mình đi lang thang ở đâu cũng sẽ chụp được góc đẹp, đúng không? Trộm vía. Nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng... Mẫu cũng xinh nữa, đúng không? Thảo Mai đấy, không phải sự thật đâu. Thật sự là mẫu không xinh nhưng mà mẫu có cốt cách. Có cốt cách. Oh wow, let's go. Ui, vậy là đã chụp xong hết 3 set. Đáng nhẽ là theo dự định hôm nay sẽ chụp 4 set cơ, nhưng mà tuổi già sức yếu rồi, không chụp được. Chỉ 3 set thôi đã mệt lắm rồi. Thật ra là mình rất là lười chụp ảnh luôn ấy, bởi vì rất là mệt luôn ý các bạn, mệt lắm luôn ấy. Mà đứng chụp ảnh là phải đứng dưới ánh mặt trời thì nó mới đẹp ý, ảnh nó mới đẹp. Thế nên là rất là mệt, rất là nóng. Nhưng mà thôi, dù sao là ngày hôm nay cũng đã hoàn thành xong. Lát nữa khi mà mình về nhà ấy thì mình sẽ update cái công thức màu, cái cách chỉnh ảnh của mình. Thực ra là cũng nhanh lắm, dễ lắm, chắc tầm 2-3 phút là xong à. Bây giờ bọn mình đang trên đường đi về và sẽ kiếm một cái gì đó ăn, hơi đói. À quên nữa, cái set thứ 3 này thì mình đã mặc một cái áo bò mà các bạn hỏi mình rất là nhiều ở trên kênh của mình trong cái video trước. Mình đã mặc lại cái áo này và mình sẽ để thông tin của áo này ở dưới phần mô tả nha. Mình mua nó thì ở trên Taobao, thế nhưng mà mình tìm được ở trên Shopee có một shop bán y hệt luôn, mà rất là rẻ, nhưng 200 mấy thôi. Là mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn. Bạn nào thích thì nhớ check nha. Mệt quá, bây giờ phải đi bộ về. Home sweet home. Không đâu bằng nhà. Trời ơi, quá sung sướng luôn được về nhà. Thật sự là cả ngày hôm nay đi chụp ảnh có làm gì mà cả ngày hôm nay, có mấy tiếng đồng hồ thôi đi chụp ảnh dưới nắng mà cảm thấy mệt dã man, mệt đến nỗi mà bây giờ giọng còn hơi run run ý các bạn, chân cũng vẫn đang hơi run run bật ý, mệt lắm, kiệt sức luôn ý. Khi mà các bạn còn trẻ thì các bạn hãy nhớ là giữ sức khỏe của mình. Khi mà các bạn ngoài 30 như mình ý, thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái sức khỏe của các bạn nó xuống dốc một cách kinh khủng khiếp. Nó xuống dốc mà nhìn thấy rõ luôn ý các bạn ạ. Ngày xưa thì mình có thể đi ra ngoài đường mình chơi, mình đứng, mình làm cái cổ nợ gì dưới trời nắng cũng được, mình không thấy mệt nha các bạn. Mình về nhà mình vẫn còn tràn đầy sức sống. Thế nhưng mà bây giờ đây, ngoài 30 thôi, đứng dưới nắng có vài tiếng thôi mà cảm thấy cả thế giới nó sụp đổ rồi các bạn. Sợ lắm. Thôi nào, bây giờ thì chúng mình sẽ quay trở lại cái vấn đề chính là trong chỗ Starbucks thì mình có nói với các bạn là mình sẽ cho các bạn xem cái cách mà mình chỉnh ảnh đúng không? Khi mà chuẩn bị chỉ cho các bạn cái cách mà mình hay chỉnh ảnh ấy thì cái chỗ ngồi bọn mình tăm tia nó lại vắng người, thế nên là tranh thủ ra đấy chụp luôn. Thế nên là vẫn chưa chỉ cho các bạn xem được. Bây giờ thì mình sẽ ngồi để mình làm chỉnh ảnh. Chỉ một vài cái ảnh để cho các bạn xem là cái cách chỉnh ảnh của mình như nào nhá. Cái nhu cầu chỉnh ảnh của mình nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình thích những cái nào mà nó màu tươi sáng, nó vẫn giữ nguyên cái màu tự nhiên của nó, thế nhưng mà nó được nổi bật hơn. Thường thì để chỉnh ảnh thì mình có rất là nhiều những cái app để chỉnh ảnh khác nhau, như kiểu Snapseed này, Facetune này, hay là Lightroom. Lightroom là cái app để mình hay chỉnh màu thì nó lên màu khá là đẹp. Còn nếu như mà mình muốn kiểu bóp mặt này, hay là làm cho bụng nó nhỏ hơn này, chân nó dài hơn này, thì chúng mình cũng có rất là nhiều những cái app để có thể chỉnh được như vậy. Thế nhưng mà hôm nay thì là mình có một số những cái bức ảnh khá là đẹp rồi, vậy nên là mình cũng không cần thiết phải chỉnh quá nhiều nữa, mà mình sẽ chỉ chỉnh màu thôi. Ví dụ như là cái ảnh mình đang bước sang đường rồi nhá. Thực ra thì cái ảnh này nó cũng đã đẹp rồi, cái góc quay đẹp rồi, thế nhưng mà cái màu của nó thì nó hơi bị tối một chút và nó cũng hơi bị nhạt. Và mình thì có một cái preset tủ, đấy chính là cứ khi nào mình chụp ảnh ngoài đường ấy, thì mình sẽ sử dụng cái preset này, nó sẽ làm bật tất cả những cái màu sắc mà mình thích lên. Đã copy cái preset đó rồi, bây giờ mình chỉ cần dán nó vào cái ảnh này. Đó, một phát, xong luôn. Đây là từng thông số của nó này. Độ phát sáng thì sẽ là 0.15, vùng sáng thì sẽ là -100, +100, vùng tối thì sẽ là 76, vùng sáng là 29, vùng đây là 54. Còn đây là phần đồ thị này, các bạn nhìn ảnh mà chúng mình vẽ theo này. Bởi vì mình không biết cách chia sẻ cái preset này lên trên link như thế nào cả, thế nên là mình sẽ để tất cả những thông số ở bên này cho các bạn làm theo nhá. Tùy nhá, nhưng mà mình muốn cái màu xanh này của mình nó xanh hơn một chút nữa. Cái xanh này nó hơi bị nhạt á. Thế thôi, đơn giản các bạn ạ. Và sau khi mà mình đã có một cái bức ảnh như này rồi thì chúng mình có thể ấn sao chép cài đặt. Sau đó thì lại chọn tiếp một cái ảnh và dán cái cài đặt vào đây. Đó, cái bức ảnh tiếp theo nó cũng sẽ có màu y hệt như cái bức ảnh vừa nãy mình chỉnh.
Mình rất là thích cái app này. Cái preset này thì nó sẽ rất là phù hợp đối với những cái bức ảnh mà được chụp ở ngoài đường nha các bạn. Có ánh nắng này, có cây này, có tất cả những cái màu sắc của thiên nhiên thì nó sẽ rất là phù hợp. Thế nhưng mà với những bức ảnh mà kiểu chụp trong nhà hay là chụp với điều kiện ánh sáng nó hơi ít, cũng như là nó được decor theo tông màu ấy, thì cái này nó sẽ không phù hợp cho lắm đâu nha. Còn đối với những cái bức ảnh mà chụp ở trong nhà như là hôm nay thì mình chụp ở trong Starbucks ấy, thì nếu như mà chúng mình để ý thì bên trong Starbucks họ có rất là nhiều đồ nội thất bằng gỗ, cũng như là cái ánh sáng thì nó sẽ là ánh sáng vàng và ánh sáng hơi nhân tạo. Thế nên là chúng mình có thể sử dụng cái preset mà mình vừa chia sẻ để sử dụng trong cái bức ảnh này cũng được. Nó cũng sẽ làm cho tất cả những tông màu nó tươi lên. Thế nhưng mà với mình ý, thì mình thấy là những cái gọi như là những cái khung cảnh nào mà nó có gỗ ý, thì mình muốn cho cái màu nó được trầm hơn một tí và nó có hơi cái sự tây hơn ý. Đây, ví dụ như cái này, ảnh gốc đây và preset đây, thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái màu gỗ nó được đỏ hơn, nó được nâu đỏ hơn, thì nó sẽ làm cho cái không gian nó cảm giác nó trang trọng ấy các bạn, và nhìn nó rất là tây ấy. Cũng như là màu quần áo của mình thì trông nó không còn xanh như là lúc ban đầu nữa, thì nó sẽ chuyển sang một cái tông màu hơi ghi, thì nó khá là hợp tổng thể với cái khung cảnh ở trong Starbucks. Hợp đúng không? Rất đẹp, mình rất là thích cái này. Và mình cũng sẽ để cái thông tin của cái preset này ở bên cạnh màn hình này nhá. Nếu như mà mình tìm được cái cách nào mà để share link ấy thì mình sẽ chia sẻ cái preset này cho các bạn. Còn nếu như mà không được ấy, thì các bạn cố gắng là điền những cái tự làm bằng thủ công nhá. Mình không biết là làm thế nào luôn ấy các bạn, già rồi cập nhật xu thế nó khó lắm các bạn ạ. Khó thật sự luôn đấy. Thực ra thì những cái preset như thế này này thì các bạn hoàn toàn có thể tải được miễn phí ở trên YouTube luôn. Thế nhưng mà các bạn phải chịu khó là xem hết video người ta để người ta cho các bạn cái password ý. Thế nên là nó cũng hơi mất công. Vậy nên là mình có một cái ý tưởng là tại sao các bạn không mua cái preset ý. Như là mình thấy bạn mình có rất là nhiều người mua cái preset ở trên mạng, trên Facebook mà người ta bán hình như là chỉ có vài trăm nghìn, 100 nghìn, 200 nghìn, mà có trời mấy ngàn cái preset luôn ý. Mấy ngàn cái màu cho các bạn thao hồ chọn luôn ý. Và chúng mình có thể điều chỉnh một chút thôi. Nói chung là cũng rẻ mà mình thấy dễ dùng, căn bản là nó dễ dùng các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng mình đã đi chụp ảnh rất nhiều và mình sẽ có ảnh để up ít nhất là trong vòng 1 tháng. Hạnh phúc sung sướng. Yeah. Vậy nên là các bạn hãy ủng hộ mình trên kênh của mình bằng cách ấn like cho video, ấn sub cho kênh, ấn nút chuông bên cạnh nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới, và hãy qua cả Insta để ấn follow cho mình nữa nhé. Ok. Hết video rồi, xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ thì mình cần phải tẩy trang và đi ngủ. Bye. I love you.